Đồng hồ chưa có mua. Cho hậu cho anh có một cái à, chị nào hai cái cho một cái còn nha, còn nhiều không nhà có cái à, ít nữa nếu có thích tờ thích bữa nào mua bữa nào dẫn đi mua cho mua tặng thằng Đồng một chiếc anh bỏ hậu có tặng tôi nha. Ok bỏ vô hộp tặng anh mới hậu người khỏe. Tặng hậu nè, xe kem hậu nha. Ok rồi. Bắt tay cái coi. Cái nào lên? Mai mốt lên. Mốt lên nè. Ok. Hồng nha. Xíu nó lì xì cho thằng Đồng xong hôm nào dẫn đồng hồng thằng Đồng đi mua. Có bỏ vô hộp không? Hồng cái hộp hào quá. Bỏ vô cái hộp luôn đó, hộp gì á. Cái đồng hồ. Chạy không? Hả? Chạy không anh chạy không? Con chạy chứ. Đúng chưa hả? Đồng hồ xịn chứ trời. Ờ vậy cảm ơn anh nha. Chúc mừng năm mới tặng tôi nha. Chúc mừng khán giả đây, năm mới thế nào? Chúc mừng. Năm mới hồ nhí. An dinh dưỡng. Yes. Hết tài hết lộc. Phát tài. Chúc lì xì cái. Lấy 100 lì xì cho. Năm mới phát tài. Đây năm mới lì xì cho thần Đồng. Năm mới ăn khang thịnh dưỡng. Chúc thần Đồng luôn luôn mạnh khỏe nhá. Cảm ơn. Thần Đồng tuổi gì? Năm nay thần Đồng Rồng hả? Con rồng 30 rồi. Tuổi con rồng hả? Năm nay con rồng vàng nữa thì hơn hơn. Con rồng cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa. Thế thì quá đẹp rồi. Rồi chút. Người nó chạy sao? Rồi chúc thần Đồng luôn mạnh khỏe nha. Bỏ bóp cất đi. Hôm nào đã không hứa trước nhưng mà nếu mà rảnh thì giờ hôm nào dẫn thần Đồng đi tặng đồng hồ cho thần Đồng một đồng hồ. Nhưng mà chưa hứa trước tại vì nó nhiều việc quá, có khả năng là hứa mai mà mai không tới được thì đâm là mình thất hứa. Rồi. Năm mới phát tài, chúc mừng năm mới phát tài. Năm mới cho cái hồ, năm mới cho trời sức khỏe. Đây là ông khỏe mua nhà. Ông thầy của Thành Channel. Mong cô bác anh chị và các bạn ủng hộ cho Minh Nước TV. Đây là ông thầy. Dù sao người ta nói là một chữ cũng làm thầy mà nửa chữ cũng làm thầy. Lúc nào cũng phải nhớ đến thầy. Không bao giờ quên. Sao vậy? Mãi là không mẹ. Trước lên. Làm sao tay làm sao rồi? Tay làm sao rồi? Mua dầu trước cho hả? Anh có dầu không? Cho dầu đi. Ở đây không có dầu. Không có dầu đâu. Thôi để tí nữa ra. Dầu linh không? Hả? Dầu linh có không? Thôi để ít nữa ra kia mua. Dầu linh. Đang có dầu. Dầu Phật linh. Dầu có mấy ngàn hả? Mấy ngàn? 5 ngàn hả? 18 ngàn. 18 ngàn hả? Dữ hả? Dầu mất hả? Dầu 12 ngàn cái. 12 ngàn hả? 12 ngàn. Dạ hạ xuống còn 12 hả? Ủa, cái là bóng tuyệt vậy. Hả? Đây là khu... Khu vùng đất hoạt động của thần Đồng đây. Khu vực hoạt động của thần Đồng. Mới mua nón nhiều. Mới mua nón có 30 hả? 30 ngàn. 30 ngàn. Còn là chảo lấy nhiêu?
60. Hả? Ừ. Năm... Dạ, tóc mà bụi nón luôn. Tóc bụi nón luôn. Tóc bụi nón luôn. Ừ. Cạo láng luôn. À, con có mua dép mới chưa? Sáng sớm hôm nay thần đồng gặp may, thần đồng đi nhặt ve chai, nhưng mà sáng sớm hôm nay này gặp may này lượm được hai cái ghế như này kia. Hôm nay thần đồng gặp may này, vừa sáng sớm rồi đã được hai cái ghế mấy cái đồ người ta bỏ đi, thần đồng lượm được. Thế là chúc thần đồng chúc luôn mạnh khỏe. Năm mới an khang thịnh vượng, mua được nhà. Đây rồi chúc sao, hai tay chúc sao. Chúc sức khỏe chúc rồi hả? Chúc bà con nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và nhiều thành công. Món đâu ạ? Hả? Món gì ạ? Hỏi ạ? Điện thoại á. Cho cái hỏi ra để ăn. Nghe hả? Có hỏi này nọ chiếu không? Nghe hả? Ở đây cái điện thoại bự không à? Nè. Nó bự không à? Có hỏi nó nhỏ không? Nó không có điện thoại. À, chú, con muốn cái hỏi kia. Điện thoại nhỏ nhỏ hả? Không, cái ông hầu à, nghe. Điện thoại à. Thì không có cái nhỏ, nhưng mà đồng hồ thì... Đồng hồ, cái nào đi mua? Hồi đồng, cái hộ mua bi. Hộ mua bi, áp vừa bộ mà. Apple 14 hả? iPhone 14 hả? Bây trên 95 trên 92. Cái chú hỏi trên 92. Số máy thằng đồng xài điện thoại số mấy? Đây hôm nay chú hỏi Đồng Nai. Đồng Nai hả? Cho chú hỏi Đồng Nai vậy. Tắt có gì quên không? Thần đồng là xin tặng đồng hồ cho người hả? Thần đồng là còn xin điện thoại. Quá. Thôi clip đến đây cũng tương đối dài, Thành xin phép được dừng video tại đây. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ, tốt lành, bình an.